Anh ơi, 627 627 đây đây. Mà sao không biết em kiếm quá trời. Em nhiều lắm nhưng mà chỗ này em đang nhập đợt hàng mới về. Anh chơi gỉ số 28 không? Số 27 em kiếm hoài còn con không biết con kia nằm đâu tiêu rồi. Kiếm được con số 27, con số 37. Này gỉ số 28 anh chơi không? Gỉ số 28 hoặc là số 05. Số 05. Số 05. Anh chơi gỉ số 28 không? Trong vòng đồng trục là gỉ số 28 nó hay nhất á. Tại con này từ nó nhỏ hơn. Em mở cho anh xem nha. Rồi đánh cho anh xem. Xuống nhà đây con. Nè, cho anh xem thử. Đây con 627, con ghế số 28 nè. Thì cái từ của bờ ghế số 28 sẽ nó bự hơn ha. Nè, từ bự hơn ha. Không biết anh thấy không. Lại nhất thứ hai á, là cái chép á, thì cái chép á, thì cái từ của cái chép này nó cũng to hơn. Lại nhất thứ hai cái này á, là cái màng của nó màng nhựa nè. Chỗ này nó màng titan nghe hay lắm. Nói chung là trong vòng một chục là ghế số 8 là hay nhất. Với lại anh xem thử này nha. Nó thiết kế nó có một cái cuộn cảm đâu rồi. Đây. Một cuộn cảm cho cái bát và một cái tụ cho cái chép. Còn đối với cái dòng GS627 á thì nó chỉ có một cái tụ cho cái bát thôi. Ê, tụ cho cái chép thôi chứ không có cái cuộn cảm cho cái bát. Anh muốn lấy này không? Cái này thì tới 1,4 triệu cặp. Nó được thì báo em còn 627. Em kiếm nát hết trơn rồi, còn một con 627, con 637 à. Con 627 với con 637 thì nó chỉ khác cái chép thôi, cái hai cái giống nhau y chang. Đúng không?